năm nay Bảo sẽ là người nhìn tin tưởng để làm cái nhiệm vụ là trong trường hợp khẩn cấp Bảo sẽ kéo Nhiên lên. Thì chút nữa các bạn xem thử trường hợp khẩn cấp là Bảo có thể kéo Nhiên lên được hay không nhé. Rồi bây giờ Nhiên sẽ chuẩn bị thiết bị. Rồi bây giờ nhiệm vụ của Bảo là giữ sợi dây này và tròn qua gốc cây nếu mà mình cảm thấy cần thiết. Còn Bảo nên đeo một cái an toàn. Rồi, Bảo sẽ đeo dây an toàn và Bảo sẽ chốt sợi dây an toàn vào trong gốc cây như thế này. Thì khi mà bạn Bảo tới đây đứng quan sát mình xuống, thì lỡ mà trường hợp mà mình trượt chân mình rơi nhanh thì nó sẽ tạo một cái lực lôi bạn Bảo đi xuống. Thì nhờ có an toàn ở đây thì bạn Bảo sẽ không bao giờ bị lôi xuống. Và cộng với khi mà như muốn leo lên nhanh nhờ Bảo giúp thì Bảo kéo như thế này, thì trường hợp mà kéo như thế này thì cần phải có dây an toàn thì mới có thể an toàn được. Nhìn thấy ở dưới kia như có những con nhện khá to, không biết là nhện độc hay nhện thường. Chút nữa mình sẽ quay thử. Lưu ý khi chúng ta xuống mà có nhiều dây trên cơ thể như thế này, chúng ta cần phải sắp xếp dây vào đúng vị trí. Chứ trường hợp chúng ta xuống tới dưới rồi mà chúng ta bị rối dây, khi kéo lên cũng không được, đu xuống cũng không được, thì đó là một cái vấn đề rất là phức tạp, cần phải giải cứu bằng một sợi dây thứ ba. Thông thường mình xuống giếng á, chúng ta không nên mang giày, bởi vì khi mà chúng ta đi chúng ta trơn chúng ta sẽ không cảm nhận được. Tuy nhiên mang giày cũng có cái lợi, và khi mang giày thì chúng ta sẽ né được những con côn trùng. Nhưng với bản thân Nhiên thì thông thường mang giày và đạp vào những cái hố như thế này á, thì mình sẽ không cảm nhận được là chân mình có chắc hay không, mình rất dễ va đập và té ngã, nên là Nhiên sẽ sử dụng chân không. Nhiên sẽ vịn vào sợi dây an toàn của mình, Bảo sẽ là người vịn dây cứu hộ. Đó, cái khiên Bảo kéo là nó sẽ kéo anh lên với một cái tốc gọi là cái trọng lượng chỉ còn bằng một nửa thôi. Rồi để xuống được cái chỗ này thì Nhiên cần làm một cái động thái, bởi vì dây thì nó nằm thấp hơn cái vị trí mình đứng, để mình đu xuống được thì đòi hỏi là chúng ta phải căng dây thì chúng ta mới thả cơ thể vào trọng lượng của sợi dây được. Thì để mà an toàn thì Nhiên sẽ đo một cái cự ly như thế này và Nhiên sẽ thắt một nút thắt. Thì Nhiên thắt một nút thắt như thế này, mà trường hợp mà Nhiên đu xuống bằng tay không trong giai đoạn đầu, lỡ mà có rơi thì nó sẽ bị dướng lại như thế này và chúng ta vẫn an toàn bình thường. Quan trọng nút thắt này chúng ta phải thắt cho đúng và đủ lớn để nó không chui qua được những cái lỗ của thiết bị. Rồi, Nhiên sẽ xuống nha. Lâu ngày cảm giác cũng khá là hồi hộp, người thì đang nóng nực, không biết xuống giếng nó có nóng hơn hay không. Thôi mình xuống thôi. Chúng ta có thể nghe được những cái tiếng động rơi. Đó, động rơi rất lớn, bởi vì là độ cao độ sâu quá sâu. Rồi khi Nhiên đứng vào được vị trí, tự nhiên sẽ tháo cái nút thắt này ra. Các bạn lưu ý nha, khi chúng ta tháo nút thắt chúng ta phải giữ dây, không được thả dây, bởi vì đây là dây an toàn của mình. Các bạn xem nha, đây là bọ cạp nè, nha, xác bọ cạp. Và các bạn có thể thấy nè, cái thành giếng nè đã lở rất nhiều rồi. Các bạn nhìn xuống khá là sâu nha các bạn. Rồi Nhiên sẽ tháo thiết bị, nó tương đối nó rung tay chút xíu, thì khi tháo nó hơi rung tay chút xíu thì các bạn chịu khó nha. Rồi khi Nhiên đã đu vào thiết bị rồi thì Nhiên sẽ thả người vào vị trí tư thế đúng tư thế như thế này. Rồi Nhiên sẽ quay, đây là những cái con vật bạn thấy nè, rất nhiều những con vật. Rồi đây nè, con vật gì rất lạ ha. Và thành giếng lở quá nhiều, cuốn chiếu rất nhiều những con vật lạ. Các bạn thấy hệ rễ nó bò vô và nó làm lở tất cả những cái vách tường ở đây. Giờ này khá là nóng các bạn. Đây nè, các bạn có thể thấy nếu chúng ta đi những cái chân chúng ta vào, đây là cái hố, cái hố mà chúng ta sẽ đạp chân vào để chúng ta xuống giếng khá lâu, thì bây giờ có con vật này
Con này nó giống như con nhện, vừa giống con nhện vừa giống bồ cạp, nhưng Dương nghĩ nó sẽ chích đau đấy. Xuống sâu như thế này mà vẫn còn nè các bạn, sâu như thế này mà vẫn còn. À, để Duyên bật đèn lại nha. Đây nè các bạn, sâu như thế này mà vẫn còn con như thế này. Thật sự là mình đang cảm thấy con người nóng lên, đổ mồ hôi khá nhiều. Đây, con vật này rất nhiều. Và con vật này Duyên chắc chắn luôn nó sẽ chích. Bắt đầu mình cảm thấy hơi khó thở các bạn. Mới 8 mét thôi mà mình không vận động mạnh lắm, mà cảm giác hơi khó thở. Thôi à, hơi 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 mệt. Bảo kéo lên chút Bảo ơi, kéo nổi không, kéo thử rồi. Rồi các bạn có thể thấy trọng lượng của Duyên 70 mấy ký mà bạn Bảo có thể kéo Duyên lên được. Chờ trên đó đang nhờ người vịn dây thôi và sẽ có người kéo Duyên lên. Khá là ngợp các bạn, mình sẽ lên trên chút xíu, mình sẽ nghỉ ngơi chút xíu ở một cái động đỡ hơn. Rồi đây thôi, mình ở đây còn cách miệng giếng khoảng 7 mét, nhưng mà rõ ràng cái sự chênh lệch về không khí là mình thấy rõ ràng. Mình bắt đầu dễ thở hơn ở dưới, với lại mình chưa thích nghi. Rồi bây giờ mình xuống lại từ từ nha, do mình xuống chắc khá nhanh, xuống lại từ từ. Mồ hôi nhiều quá, cho các bạn thấy mặt mình mồ hôi khá là nhiều, nóng quá. Đây, mình xuống được nửa đường rồi các bạn, gần nửa đường. Thì từ trên đây mình nhìn xuống dưới thì mình có thể thấy là nó bằng nhau, nhưng theo phán đoán của Nhiên thì ở dưới nó sẽ bung rất to. Ở dưới khá là mệt các bạn. Thật sự ra là ở dưới đây nó nóng như 50 độ. Không, chưa đâu, nó nóng như 50 độ các bạn. Đây có một hàng quá lớn. Trước đây thì không biết vì sao người ta lại đào chỗ này to như thế này. Ok, nói tóm lại do mình có xử lý trước nên là vấn đề nó cũng không quá cái tầm kiểm soát. Tuy nhiên lúc mà mới xuống
thì mình hơi bị ngợp. Đây các bạn, mình xuống nãy giờ khá sâu. Ở dưới đây có một hiện tượng lạ các bạn. Mình hình như mình thấy có những con dơi. Cái giếng này bung khá to. Bung to lắm các bạn. Ở dưới nó to. Ở dưới nó to hơn là ở trên. Nhưng cẩn thận nhé, khi chúng ta xuống những cái giếng như thế này gần mặt nước thì có những trường hợp khi chúng ta xuống giếng sâu như thế này mà giếng bỏ hoang thì chúng ta cần phải cẩn thận. Những con vật giống như là con rắn nó mới rớt xuống đây, nó không có lên được. Và khi chúng ta xuống mà gần nước quá thì nó sẽ nguy hiểm. Xuống đây là một cái tầng, các bạn có thể thấy đất nó khác, đất đây nó cứng hơn, nó dễ hơn, nó giống như là đá non vậy. Ô, dưới đây có dơi, đây có dơi. Chúng ta còn 3 mét nữa thì chúng ta tới nước, tới đây đi, để chúng ta quan sát kỹ. Thử này. Nhìn thấy này, có một con vật rất lạ các bạn. Lúc nãy là ở trên miệng giếng á, và cái bạn này á là bạn rớt xuống, rồi bây giờ bạn đang leo ngược lại. Một vận động viên leo dây 30 mét so với kích thước của bạn nhỏ này thì như nghĩ cả cả một cái sự cố gắng khá mệt, nói chuyện không được rõ cho lắm. Đây, ở đây các bạn có thể thấy rộng thênh thang. Có dơi nữa các bạn. Đây con dơi, các bạn thấy nha. Đây dơi đang nằm. Nhưng không biết là quay, ôi đó bài. Nhưng biết là quay các bạn thấy hay không? Ở cái giếng này mực nước còn khá sâu. Nước sâu lắm các bạn. Quá sâu. Hơn 30 mét. Dưới đây thì nó giống như một cái ao á. Giống một cái ao hơn là một cái giếng. Rồi. Tới nước rồi các bạn. Và khi xuống đây thì chút nữa chắc chắn là mình phải nhờ sự trợ giúp của các anh em phía trên thì nhiên mới có thể lên được. Bởi vì tay nhiên cầm máy mà bây giờ không thể đu lên được. Khá là mệt. Mình duy trì dưới đây hơi lâu một chút là nó quá mệt đi. Tới nước các bạn. Và tới nước. Nước trong lắm. Có một số lá cây không biết vì sao lại có dưới đây. Mặc dù là cái miệng giếng đã lắp a à, do lá cây lúc nãy mình kéo. Thôi, chắc chúng ta khám phá tới đây khó thở quá. Cho lên đi, hơi khó thở rồi. Lên em ơi. Các bạn có thể thấy trọng lượng của Nhiên khá nặng, mà các anh em ở trên có thể kéo cái kéo Nhiên lên được. Hả? Lên chưa?
Đây này. Rồi. Nghỉ hả? Kìa. Con nghỉ. Khóa mệt. Lên được 3/4. Còn có một phần nhỏ nữa. Nhưng đây là cái đỉnh điểm khá là mạnh các bạn. Đây là những con này con gì thì nhiên cũng chưa nghiên cứu, nhưng quá nhiều ở dưới đây. Bò cạp, dơi, rồi ở dưới đó có những con khác nữa, nhưng mà do là cái máy quay chúng ta nó tối, chúng ta sẽ không, dưới đó nó tối quá, chúng ta sẽ không thấy được. Kiệt sức các bạn. Vô đây hả? Thông thường mình leo theo cách cơ bản là hai tay rồi hai chân vào những cái lỗ thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Ngày hôm nay mình vừa quay phim cho các bạn xem, mình vừa phải đu một tay như thế này và các bạn trên đây kéo lên giếng này. Thật sự các bạn chưa bao giờ leo giếng thì chúng ta không nên tham gia chinh phục những cái giếng mà quá lâu. Mà nếu chúng ta tham gia chinh phục thì cần phải có sự tư vấn tốt. Nếu các bạn muốn thì Nhiên sẽ sẵn sàng. Có những thiết bị như thế này thì tỷ lệ an toàn nó lên tới 99,9%. Còn vấn đề sức khỏe của bạn có xuống được bao sâu. Với Nhiên thì xuống dưới là một cái trải nghiệm khá hay. Mình đi leo núi là leo lên, bây giờ mình đi leo xuống và cảm giác nó cũng không khác mấy, là nó đều mệt và thiếu oxy. Nhưng leo lên thì chúng ta có nhiều đồng đội để hỗ trợ hơn, nhưng khi leo xuống thì Nhiên nghĩ chỉ có một mình xử lý tình huống ở dưới đó mà thôi. Vì vậy để an toàn tuyệt đối, chúng ta cần có sự tư vấn thật kỹ và chuẩn bị những trang thiết bị đầy đủ trước khi chúng ta chinh phục giếng sâu như thế này. Cảm ơn các bạn theo dõi.